bề trên, mẹ quan âm cho em nói thì em chia sẻ lại với bà con. Thiên cơ bây giờ là mình lộ ra hết thì sẽ xoay chuyển lại cái khác, sẽ bị xoay chuyển, cho nên là thiên cơ sẽ không lộ. Cái này là bề trên xoay chuyển cho tụi em để ra khuyên bá tánh tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu ơn trên trời Phật, cha mẹ, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Phật mười phương chư Phật, phổ độ chúng sanh, hoan hỷ cho bá tánh chúng sanh được giác ngộ, được an lành, bình an, vượt qua tất cả đại nạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì em chia sẻ cái vấn đề là tại sao em khuyên quý vị là tu nhanh. Và thêm một phần nữa là hôm nay thì sẵn dịp em cũng sẽ hồi đáp một số ý kiến. Nhưng mà cái sự hồi đáp này là em chỉ nói một lần này thôi, em sẽ không nói nữa. Bởi vì em phải dành cái thời gian để mà khuyên quý anh chị tu và con cô bác mình tu nhanh, cho nên là em không dành cái thời gian vào những cái mà hồi đáp những cái nó không có ý nghĩa lắm. Nhưng mà hôm nay thì em cũng sẽ hồi đáp một lần. Thì cái việc mà đầu tiên á, thì tại sao mà em khuyên quý vị tu mau mà những cái thiên cơ thì em sẽ không lộ. Tại vì thiên cơ bây giờ là mình lộ ra hết thì sẽ xoay chuyển lại cái khác, sẽ bị xoay chuyển, cho nên là thiên cơ sẽ không lộ. Nhưng mà những cái thiên cơ mà em biết được thì nó sẽ sắp xảy ra như thế nào, thì trong cái quá trình em không nói, nhưng mà em khuyên quý bà con tu nhanh để mà quý bà con á, tự bản thân mình sẽ cứu mình vượt qua được. Chứ còn về thiên cơ thì nếu đã lộ ra thì không còn chuẩn nữa đâu nha quý anh chị. Cho nên là mình đừng có tin vào những cái thiên cơ mà lộ ra quá nhiều. Bởi vì thiên cơ thì sẽ không cho lộ hết, chỉ là cho chúng ta biết phần nào để chúng ta tu tập, để mà chúng ta hướng thiện tự cứu mình. Vì vừa qua thì bề trên cũng mới cho có một chút xíu về thiên cơ để lộ coi là bá tánh chúng sanh tu hành như thế nào. Nhưng mà không ngờ là chỉ mới có thử lòng bá tánh chúng sanh có chút xíu thôi, thì bắt đầu bá tánh chúng sanh này, có những người có căn cơ bắt đầu gia xưng danh xưng tánh, rồi những cái mà những người mà bắt đầu chuẩn bị tu tập thì lại cứ chạy bên đây chạy bên kia đó. Cho nên là mới là có thử chút xíu thôi thì thấy bá tánh chúng sanh mình tu nhưng mà vẫn chưa thức, vẫn còn nằm trong cái ngủ mê của trần. Thì hôm nay em chia sẻ cái clip này thì em cũng nhắc lại một lần nữa là có nhiều cái mà thiên cơ mà lộ cho quý vị biết sẽ xảy ra những cái gì nó thực tế quá là chưa chắc là đã chuẩn. Bởi vì thiên cơ là sẽ không cho quý vị lộ hết toàn bộ 100%, mà chỉ cho mình biết, những cái người căn cơ họ biết, để mà họ khuyến quý vị, dìu dắt quý vị để quý vị tu, để cứu quý vị tự cứu mình đó. Thì cho nên là tại sao mà em hay khuyên quý anh chị tu gấp, tại vì một thời gian qua rất là dài thì nói chung là em cũng được cái duyên may là bề trên cũng cho em thấy toàn bộ những cái việc thiên cơ sẽ xảy ra. Thì em giữ chặt trong tâm thì bây giờ là em cảm thấy là những cái gì em thấy thì nó đã xảy ra hết ở cái trần thế này cho chúng sanh là hết 50 rồi. Còn 50 thì cũng sẽ xảy ra nhưng mà em không lộ, thì em chỉ biết được là cái quá trình nó sẽ xảy ra. Thì em muốn khuyên quý vị là nắm chặt tâm, mình cố gắng mình tu tâm sửa tánh, mình cố gắng mình giữ cái chánh kiến của mình, đừng có mà chạy chạy tới chạy lui nữa, không có còn kịp thời gian. Bởi vì những cái mà sẽ xảy ra thì
xảy ra một cách rất là đột ngột, cho nên là quý anh chị cố gắng là tại sao mà em không có mà nói về căn cơ hay nói này kia nọ, mà em tại vì về trên á thì mẹ Quan Âm cũng cũng có muốn là em chia sẻ để cho quý vị tu. Cái vấn đề quan trọng nhất là bá tánh mình tu, chứ đừng có mà mình ngồi đó mà mình cứ 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 trông chờ vào cái thiên cơ, mình cứ chạy theo cái thiên cơ thì mình sẽ không tu được. Bởi vì mẹ Quan Âm á là cho biết là mẹ Quan Âm muốn là những người con ở trần gian này giác ngộ thì dìu dắt với nhau để mà mình tu tâm sửa tánh, mình ngồi thiền để mà mình quay trở về bờ chánh giác là cái điều quan trọng nhất. Đó là mẹ Quan Âm đã gia hộ cho em, thì em chia sẻ lại với bà con cô bác. Và thật ra thì em cũng không có giỏi gì đâu, em cũng là một người đang trong cái quá trình là tu tập. Nhưng mà em được một cái duyên may là khi mà em hiểu được, em biết được những cái mà giống như là mình đi học đi thì mình ngồi bàn đầu tiên thì mình hiểu được nhiều hơn, thì mình chia sẻ lại cho quý vị bà con cô bác mình cùng với em để mà tu tập. Chứ em thì không có là dạng mà em tự cho là mình giỏi hay là tự cho mình là cái này cái kia, em không có. Bởi vì những cái gì mà em được một cái duyên may và em cũng phát đại nguyện với mẹ Quan Âm thì em vì bá tánh chúng sanh, cho nên là những cái gì mà em hiểu được chút xíu hoặc là những cái gì mà mẹ gia hộ cho em thì em chia sẻ để quý bà con cô bác cùng với em tu. Thì em cũng tu cùng với bà con cô bác thôi, chứ còn em không có là ngã mạn tự cho là mình giỏi, tại vì em vẫn còn đang tu tập, em vẫn còn đang học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà trong cái bước đường em vừa học thì em cũng vừa chia sẻ lại, em học được cái gì thì em chia sẻ lại cho quý vị để mà quý vị cùng tu với em đó. Cho nên là những cái mà em mong mọi người tu nhanh là cái nguyên nhân hôm nay là em nói rất là rõ, và thiên cơ đã có rất là nhiều sự việc cho em biết đã xảy ra, là hết 50% là có hiện thực ở cái trần thế này đã xảy ra rồi. Thì còn lại những cái phần mà em biết được thì em rất là lo cho bà con mình chưa kịp tu, cho nên là em chia sẻ để bà con mình tu. Chứ còn em không thể nào mà em lộ cái thiên cơ ra là sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì đã lộ ra thì những cái đó là em sẽ bị sai phạm. Cho nên là cái điều mà em biết được cái thiên cơ thì sẽ xảy ra thì em khuyên quý vị tu, khuyên quý vị hoàn toàn tịnh tâm, dùng cái chánh kiến của mình nắm chặt tâm, mình tu tâm sửa tánh, mình ngồi thiền là cái điều bây giờ là cái điều tất yếu nhất, và luôn luôn là đi đứng nằm ngồi niệm 6 chữ Di Đà. Đó đó là bề trên đã gia hộ cho em để em chia sẻ lại đó. Thì hôm nay thì em chỉ nói, em nói về cái phần là tại sao, nguyên nhân sao mà em khuyên bà con mình nên tu nhanh kẻo trễ. Và sau đây thì em cũng vừa qua thì cũng có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều khi mà xem những cái clip của Lê Thanh đăng giúp em. Thì hôm nay em cũng giải đáp, lần này là lần cuối, em lần đầu cũng như là lần cuối thì em sẽ không giải đáp nữa, bởi vì em dành cái thời gian mà giải đáp cho những người mà không hiểu nó phí lắm. Và em dành cái thời gian để mà em cố gắng em giúp cho quý vị nào thật sự giác ngộ để mà cùng em tu tập thì là em chỉ dành vào cái thời gian đó thôi. Còn vào cái thời gian mà để mà hồi đáp những cái ý kiến mà nó thông mà cũng như không thông thì em sẽ không giải đáp nữa, thì em chỉ nói trong hôm nay thôi. Cái điều thứ nhất là em rất là cảm ơn Lê Thanh An Giang. Thì nhờ Lê Thanh An Giang thì em mới biết được là Thành, là cái kênh Thành Tâm. Thì nói chung là em nhờ
Lê Thanh mà em biết được cái sư huynh Thành đó, thì sư huynh Thành đó em rất là mang ơn sư huynh đó, là sư huynh đó đã giúp cho em có được một cái nghị lực, một cái chánh kiến để mà em tu tập và em bước ra để mà em giúp ba tánh chúng sanh. Cái đó là cái sự mà em vô cùng cảm ơn sư huynh Thành, tại vì sư huynh đó cũng là muốn giúp cho em khỏe mạnh, rồi muốn để em tĩnh tâm tu tập để mà em ra em cũng để mà giúp bà con để lập công bồi đức. Là cái tâm nguyện của sư huynh đó cũng cũng mong muốn là em làm trở thành một người con của Phật đó, mình sống vì ba tánh chúng sanh. Thì em rất là cảm ơn cái sư huynh Thành. À, thì trước nhất á, thì cảm ơn Lê Thanh là một cái nhịp cầu gieo duyên cho em gặp được Thành. Thì thật sự ra mà những cái clip mà em gửi cho Lê Thanh đăng á, là tại vì em cũng muốn là em gieo duyên là em tự đà gửi cho Lê Thanh. Thật sự đến bây giờ em với Lê Thanh là từ ngày biết Lê Thanh tới giờ cũng gần 1 năm, nhưng mà em với Lê Thanh là nói chuyện với nhau chưa quá 10 câu. Cho nên là cái này là cái sự mà Lê Thanh cũng muốn gieo duyên cho bá tánh và em cũng muốn gieo duyên cho bá tánh, cho nên là em làm cái clip này là em tự nguyện em gửi cho Lê Thanh để Lê Thanh cứ đăng lên để cho một mai bà con nào đó mình thức tỉnh. Biết đâu là những cái lời em nói cũng là một cái động lực, một cái nghị lực giúp cho bà con mình tinh tấn giữ chặt tâm để mà mình tu tập. Nó là cái sự gieo duyên của em với Lê Thanh An Giang là muốn giúp bà con, chứ không phải giống như là có nhiều kênh nói là có nhiều người nói là Lê Thanh thuê em. Thật sự ra là em với Lê Thanh đến bây giờ chưa nói chuyện với nhau được 10 câu. Cho nên là tụi em làm là vì cái tâm, vì bá tánh. Rồi cái thứ hai nữa thì có nhiều quý vị nói là em quên ơn cái người giúp đỡ em lên clip là chửi ngược lại. Dạ kính thưa quý vị cứ lục lại xem hết toàn bộ những cái clip mà Lê Thanh đăng lên á. Em chưa bao giờ mà em đi là soi mói một ai hay là em mỉa mai một ai. Em chưa mỉa mai một ai hết. Và em cũng luôn là những cái clip mà Lê Thanh đăng lên á, là em luôn khuyên bà con mình tu tập. Em chỉ cho giúp cho bà con là nhìn ra được cái chánh kiến, chứ còn em chưa có mà phê phán một ai. Tại vì em trong quá trình này là quá trình em tu tập, em học hỏi, em tu tập. Cho nên là em không có dám mà mình phán xét một ai, cho dù là em cao hơn người đó hay là em thấp hơn người đó. Tại vì em biết cái con đường đạo của chúng ta bây giờ là lập công bồi đức đó, cho nên là người nào giỏi được thì em rất là mừng. Tại vì sao? Tại vì cái người đó giỏi thì họ sẽ làm được rất là nhiều việc lớn. Mình không làm được thì cái người đó người ta làm được thì mình rất là mừng. Cũng là toàn là vì bá tánh không, vì của bá tánh chúng sanh, thì nên là mình nên mừng chứ không có nên đố kỵ. Cho nên là có nhiều người, có một số người nói là em phỉ báng chửi là cái người dìu dắt, thì quý vị nên xem kỹ lại cái người nào nói em, thì xem kỹ lại clip. Em chưa bao giờ là em phê phán hay là em quên ơn một người nào hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, trong cuộc đời em á, chưa có ai là một người sư phụ của em, mà cái người mà huynh đệ mà giúp cho em á, đến ngày hôm nay đó là Thành, Thành Tâm. Đó là huynh ấy là giúp cho em, rồi nói chung là cho em một cái nghị lực, một cái động lực, một cái cách học hỏi, một cái cách để mình ra mình hết lòng vì bá tánh chúng sanh. Đó là cái huynh đó là cái người mà em rất là quý, rất là để trong lòng. Nhưng mà em khác mọi người một cái á, là em mang ơn cái sư huynh Thành đó thì em sẽ cố gắng học nhiều hơn và em ra để mà em khuyến bà con tu nhiều hơn. Có nghĩa là em giúp đời, em sẽ giúp hết mình. Em làm một việc thiện từ tâm, trở thành một nhà người con của Phật, giúp được bá tánh càng nhiều em càng rất là vui. Cái đó là cái sự em sẽ đền đáp cái ơn lại với cái sư huynh Thành đó đã giúp em.
Đó, là em sẽ cố gắng em giúp cho bà con mình nhiều hơn nữa, là để em đền đáp lại cái công ơn mà Huynh Thành nó đã giúp em. Đó. Cho nên là em không có giống như người ta là em phải nịnh sư Huynh Thành đó. Cái lời nói em không có nịnh, em không nịnh được. Bởi vì những cái con đường mà tụi em, bao gồm em cả Huynh Thành luôn, rất là chính trực, cho nên là không bao giờ mà nói những cái câu nịnh bợ. Em cũng không nịnh bợ Thành, mà Thành cũng không thể nào nói ngọt với em. Tụi em rất là thẳng. Cho nên là quý anh chị đừng có mà suy nghĩ rồi cái cố tình là chia rẽ tình cảm huynh đệ hay là tỷ muội của Thành với em, thì quý anh chị sai rồi. Bởi vì em làm việc gì hay là có một vấn đề gì thì em và Huynh Thành cũng, em cũng tham khảo ý kiến của Huynh Thành đó. Cho nên em là làm việc là em luôn là lắng nghe ý kiến của anh chị em cùng mình tu tập, cho em ý kiến mà em tiếp thu để em sửa, chứ em không có lúc nào là nghĩ là tự cho là mình giỏi. Cho nên cái sự mang ơn mà của mình, của em với lại cái sư huynh đó, thì có một số quý vị cứ yên tâm, em sống là em mang cái ơn, là mình phải đi hành động như thế nào đúng một cái người tu tập để mà mình đáp cái ơn nghĩa của những cái ân sư của mình. Đó mới gọi là tôn sư trọng đạo. Tại vì trên bước đường tu tập mình phải tôn sư trọng đạo, chứ mình không thể nào mà mình mở miệng lên rồi mình nói là cái người này giỏi lắm, bưng bê xong rồi khi quý vị vừa nghe ai đó phỉ báng cái người mà mình vừa khen xong, cái là mình bỏ người ta, mình chạy theo cái người khác, thì đó không gọi là tôn sư trọng đạo. Bởi vì tôn sư trọng đạo mình cất ở trong cái tâm của mình luôn giữ trong cái tâm của mình thì mình sẽ giữ mãi. Còn khi quý vị mà đưa lên trên miệng, quý vị ngợi ca nó quá nhiều, quá cao, nó quá đà, thì lúc đó quý vị buông bỏ một cách rất là dễ, rất là dễ. Cho nên những cái gì mà mình mang ơn nghĩa, mình nên chất cất vào trong tâm thì mình sẽ giữ được trọn đời. Còn nếu mà mình cất ở trên miệng của mình thì mình sẽ dễ quên lắm. Cho nên là cái cách của em sống nó là như vậy. Cho nên quý vị nào mà vào đợt trước mà nói em là chửi cái người ân giúp mình này kia nọ thì quý vị sai rồi. Em chưa bao giờ em nói một ai. Và em lúc nào em cũng quý trọng những cái mà anh em, bạn bè, hoặc là bao gồm cả Huynh Thành luôn. Em rất là quý trọng, em rất quý trọng họ. Em chưa bao giờ mà em đánh giá họ một cái gì hết. Mà bất cứ ai em vậy, em không đánh giá. Em dùng cái sự xem xét của mình. Đó. Rồi mình thấy cái nào hay là mình học hỏi. Cho nên là cảm ơn cái huynh nào đó nhắc nhở em, là nói em là chửi chửi cái người ân của mình. Thì thật sự người ân của em là chỉ có Huynh Thành đó thôi. Đó, mà em cũng chưa bao giờ em nói Huynh Thành một cái gì hết. Đó, tại vì Huynh Thành là một cái người là em nhìn rất là kỹ, em nhìn rất là kỹ. Bản tánh Huynh Thành thì rất là chính trực, chính trực cũng giống như cái tính của em thôi. Nhưng mà em có một cái là em hay cười, còn Huynh Thành thì Huynh Thành ít cười đó. Cho nên là nó chỉ có một cái là cười với không cười thôi, chứ còn cái tính thì trên cái bước đường đạo đi á thì tụi em rất là cứng. Tụi em rất cứng, cứng lắm, tụi em nghiêm lắm, chứ không có mà cà giỡn được thật sự. Tại vì mình giúp bá tánh chúng sanh là mình làm từ tâm, cho nên là cái gì nó cũng phải chỉnh chu đó. Theo hạnh của nhà Phật lúc nào của mình cũng phải chỉnh chu, mình cũng phải là một, hai là hai đó. Mình giúp bá tánh là giúp bằng cái từ tâm, nhưng mà đối với bản thân của mình thì mình luôn lúc nào cũng vậy, mình cũng phải nghiêm khắc với cái bản thân của mình đó. Cho nên là hôm nay là em cũng giải đáp để mà cho những cái người mà thắc mắc á được hiểu. Và một cái thứ ba nữa là hiện tại bây giờ á, em khuyên, em chia sẻ là em khuyên bà con tu đó. Và có nhiều quý anh chị thì cứ nói là đắc quả chưa mà lên dạy đời người ta, chứng đạo chưa. Dạ thưa,
Em đâu có nói là em chứng đạo và em cũng đâu có nói là em đang đứng ở một cái cương vị rất là cao. Em là em đang học, có nghĩa là em học được cái gì thì em chia sẻ lại để mà quý anh chị cùng em tu tập, cùng em chứ không phải là bây giờ em vẫn còn đang học tập, đang tu tập thì em biết được cái gì em chia sẻ để mà bà con cùng với em tu đó. Cho nên là em không có, đâu có nói là em là chứng quả hay là em ra em dạy đời, dạ không có. Cái này là em chia sẻ để mà bà con mình cùng nhau có được một cái chánh kiến, một cái nghị lực để mà mình nắm chặt tâm trên bước đường tu tập, tu tâm sửa tánh ngồi thiền. Còn á, nhiều vị á, là đem giáo lý ra, giáo lý của nhà Phật, sách vở ra để hỏi em là đạt được cảnh giới nào, làm gì để đạt cảnh giới nào. Dạ thưa em, là em không có đọc giáo lý, em không có đọc giáo lý. Em là có nghĩa là về trên xoay chuyển em, dặn em phải làm gì, con phải làm cái như thế nào như thế nào, là mẹ Quan Âm dìu dắt, cha trời mẹ đất, mẹ Quan Âm dìu dắt hướng dẫn chỉ em như thế nào thì em làm như thế đó. Còn giáo lý, dạ xin thưa em không học trong giáo lý, em cũng chưa có đọc hết kinh sách của nhà Phật, cho nên là đừng có nói giáo lý. Giáo lý em ngu lắm quý vị, thật sự em rất là ngu, cho nên là giáo lý thì em xin thua. Nhưng mà nếu mà nói về mà chia sẻ về bước đường mà mình tu như thế nào của cái thời nay thì em biết được cái gì thì em chia sẻ. Cái đó là bề trên mẹ Quan Âm cho em nói thì em chia sẻ lại với bà con. Bởi vì những cái clip mà khuyên quý vị tu tập á, là không phải tự em mà em làm clip ra được. Trước khi em muốn làm clip để em khuyên quý vị tu tập là em trước một hôm là em phải đốt nhang, em trình lên, em xin với mẹ Quan Âm để mẹ Quan Âm khai khẩu cho em, rồi em khuyên quý vị tu tập. Chứ còn bình thường là tự em làm clip để mà em quay em chia sẻ với quý vị thì em không làm được. Bởi vì em đã thử qua rồi, em ngồi em quay em không nói chuyện được, không nói được gì hết. Cho nên là những cái mà clip em đăng lên đó là thật sự là mẹ Quan Âm gia hộ cho em, để mà em ngồi em khuyên em cắt nghĩa cho quý vị nào mà còn u mê thì được thức tỉnh giác ngộ để quay về. Cái đó là mẹ Quan Âm gia hộ chứ không phải tự em làm. Clip mà em gửi cho Lê Thanh đăng em không có làm, cái đó là em xin bề trên, xin mẹ Quan Âm, mẹ Quan Âm giúp em, gia hộ trợ duyên cho em để em làm clip đó thôi. Còn hôm nay là em giải thích hết toàn bộ để cho những cái người mà những quý vị nào không hiểu cứ vào cái đem giáo lý hỏi em rồi nói những cái này cái kia, thì hôm nay em cũng nhắc lại bấy nhiêu lời đó để cho quý vị được rõ là em không học giáo lý, em làm những gì là mẹ Quan Âm xoay chuyển hoặc là Đức Thầy cho em biết được. Con phải làm như vậy, con phải khuyên bá tánh như vậy thì em lên em khuyên quý vị đó, chứ em không có tự túc. Cho nên là giáo lý em hoàn toàn em không biết giáo lý đó. Nhưng mà có nhiều khi em cũng khuyên quý anh chị đọc giáo lý nhiều, nhưng mà phải mở được cánh cửa của giáo lý để mà mình bước đi trong cái sự vô biên của giáo lý. Chứ mình đừng học giáo lý xong rồi mình đóng cánh cửa lại, mình ngồi trong bốn bức tường của giáo lý thì mình có học cũng như không. Quý vị nhớ rõ, nhớ kỹ nghe cái lời em vừa nói nha. Học giáo lý là phải biết mở được cánh cửa của giáo lý để bước ra được cái sự vô biên của giáo lý. Đừng học giáo lý xong rồi đóng cửa giáo lý, nhốt mình trong bốn bức tường giáo lý, có học cũng như không. Đây là cái lời mà em gửi tặng quý vị. Thì khi quý vị nghiền ngẫm được cái câu này, quý vị sẽ cảm thấy rất là thấm thía về cái ý nghĩa của nó. Cho nên là tụi em, những người mà hiện tại bây giờ bao gồm em hay là sư Huynh Thành hoặc là những cái vị nào khác, thì tất cả là tụi em không học trong giáo lý. Cái này là bề trên xoay chuyển cho tụi em để ra khuyên bá tánh tu tập.
cho nên tụi em không học trong giáo lý, cho nên đừng có đem giáo lý vô đây hỏi là giả xin thua, tụi em rất là ngu thật sự. Cho nên là hôm nay là em giải thích hết toàn bộ những cái gì mà quý vị, có một số quý vị á cứ là thích là chăm chích rồi thích là hỏi những cái câu nó không có ý nghĩa lắm. Bởi vì sao? Nếu mà quý vị đã hiểu được thì bây giờ cái điều quan trọng tất yếu nhất là bây giờ là mình tu tâm sửa tánh, ngồi thiền. À, mình trở thành một cái con người của nhà Phật, có nghĩa là cái lời nói của mình đưa ra mình ngọt ngào, cái kiến thức mình có được mình san sẻ cho nhau, cùng nhau có kiến thức hết đó. Rồi mình khi mình tu học được, mình hiểu được về cái đạo Phật pháp của mình thì mình đem ra mình chia sẻ cùng nhau để mà mình tiến tu đó. Cái đó là đúng là cái con người mình bây giờ cần nên làm như vậy, chứ chúng ta không nên ngồi đó mà chúng ta đi soi mói khi mà một cái người đó người ta ra, người ta dùng tâm huyết ta ra, người ta cứu đời khuyên bá tánh tu, rồi mình ngồi đó mình cứ chọt từng câu nói, mình bắt bẻ từng câu nói thì quý vị lãng phí cái thời gian đó để làm gì. À, và mình cũng giúp cho những cái vị nào mà thường có những cái câu mà để mà thích đi lắc léo những cái câu mà người ta khuyên mình tu tập á, thì khi quý vị, trước khi quý vị mà khiển trách một ai đó, hoặc là phỉ báng một ai đó, hoặc là nói những lời khó nghe với những cái người mà người ta khuyến mình tu, thì khi quý vị nói xong rồi thì quý vị trong cái quá trình mà khi quý vị đã chửi người ta, hoặc là quý vị nói những cái lời khó nghe xong rồi, quý vị để ý thử xem là quý vị về nhà quý vị nói xong thì trong một tháng trở lại, quý vị để ý xem là quý vị sẽ bị người khác nói nặng nói nhẹ, chửi qua chửi ức lại quý vị. Sẽ có những cái người nào mà quý vị lên quý vị hay phỉ báng, quý vị chửi người ta, thì trong một tháng đổ lại thì quý vị nghiền ngẫm lại coi là quý vị có bị người khác chửi lại, mình ấm ức, hoặc là nói mình những cái lời mình oan ức, mình rất là ức. Trong vòng một tháng, ngày xưa thì em không dám bảo đảm, nhưng mà ngày nay trong vòng một tháng quý vị sẽ bị lại cái nghiệp quật lại mình liền. Thì khi mà quý vị đã để ý được như vậy thì từ từ quý vị chú ý như vậy thì quý vị sẽ bỏ được cái khẩu nghiệp mình chửi người, mình nói những lời khó nghe. Tại vì cái màn này là quý vị nói ra là quý vị sẽ bị người khác trả trở lại cho mình liền. Cho nên mình cố gắng dùng những cái lời nó hay, nó sạch, nó đẹp, nó ý nghĩa, mang tính cách nhân văn, mang một cái tính cách là con của nhà Phật, chúng ta chia sẻ với nhau thì tâm chúng ta sẽ cảm thấy an lạc, dù chúng ta có khổ trong cái cảnh trần thế này nhưng mà chúng ta sẽ an lạc, và từ từ thì bề trên sẽ xây cho chúng ta thoát ra được cái cảnh khổ ải đó. Cho nên đây là lời chia sẻ chân thành của em. Thì em mong là quý vị xem được cái clip này sẽ hiểu hết được cái nỗi lòng, những cái lời tâm sự hôm nay coi như là cái lời tâm sự của em chia sẻ lại cho bà con. Tại vì vừa qua thì nói chung là em không có làm clip được, có nhiều cái việc á, tại vì em ham đẹp cho nên là thời gian qua em cũng không có lên clip được. Thì hôm nay em sẽ trở lại thì cái đầu tiên em chia sẻ để cho mọi người hiểu được. Và sau này là em sẽ không giải đáp những cái lời hỏi nó vu vơ nữa. Em sẽ không giải đáp nữa, không trả lời những cái lời hỏi vu vơ đó. Tại vì từ đây sắp tới là em sẽ dành cái thời gian làm thế nào, suy nghĩ thế nào để giúp bà con mình tiến tu được nhiều hơn nữa, tinh tấn nhiều hơn nữa. Cái đó là cái tâm nguyện của em, phát nguyện với mẹ Quan Âm. Cho nên là em sẽ cố gắng đó. Và tất cả những gì em nói thì quý vị chịu khó nghe 2-3 lần để mà hiểu được cái ý của em. Còn giữa em với cái người mà em thọ ơn trên cái bước đường mà em ra em cứu đời, trên bước đường tâm linh này, đó là sư huynh Thành, chỉ có sư huynh Thành thôi. Còn họ em không có thầy, không có người nào hết, cho nên là ai muốn xưng là sư phụ em là coi chừng sai rồi đó. Em chỉ có cái sư huynh Thành là huynh đệ với em, là huynh ấy là chia sẻ giúp cho em cái động lực để mà em ra em giúp đỡ, cũng giúp bà con bá tánh.
cái đó là sư huynh đó là giúp em đấy, cho nên là lúc nào em cũng ngưỡng mộ huynh ấy hết, em lúc nào cũng để trong thâm có sự cảm kích, bởi vì em không có thích dùng cái lời nói mà nịnh bợ ngọt ngào, em không có làm được, cho nên nhưng mà cái sự cảm kích của huynh ấy giúp bà con bá tánh, những cái hành động của huynh ấy làm em luôn xem xét, là lúc nào em cũng để trong tâm, và cái sự cảm ơn của em đối với huynh ấy là em sẽ cố gắng học hỏi để mà em gia em giúp đỡ bà con bá tánh càng nhiều nhiều hơn nữa, đó là cái sự mà để em đền ơn đáp nghĩa với huynh ấy. Giờ đến đây thì em cũng xin kết thúc và cái buổi video này. Em sẽ hẹn những cái video sau thì sẽ giúp đỡ quý vị tu tập hơn, và mình sẽ an lạc hơn, mình chia sẻ cho nhau cái niềm an lạc trong Phật pháp, và mình sẽ chia sẻ với nhau những cái gì mà mình có được để mà cùng nhau tiến tu trên bước đường đạo, cùng tất cả năm châu bốn bể, anh chị em của mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.